chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đại diện ban di tích đền Hồng Hậu xin gửi đến một ca khúc quan họ Tương Cùng Tương Hộ. Vâng, trước khi nghe thì ca khúc xin ra các cụ công bà các quý vị cho một tràng pháo tay thật rộn rã. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân phường Ngô Quyền, hôm nay ngày 18 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, đình đề nghị phường Ngô Quyền tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm. Tới dự lễ với lễ hội của đình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các ông bà đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường Ngô Quyền, các ông bà đại diện cho các ủy chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể năm tổ dân phố trong phường, các ông bà đại diện cho các đình, đền, chùa trong thị xã và ngoài thị xã, các ông bà đại diện cho các cơ quan đóng trên địa bàn và toàn thể nhân dân đã về dự lễ hội của đình đề nghị hôm nay. Đề nghị các quý vị đại biểu và nhân dân cho một tràng pháo tay chúc mừng các đại biểu đã về dự hội truyền thống của đình. Xin chân thành cảm ơn tràng pháo tay cổ vũ. Tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã về dự. Sau đây xin kính mời ông Tạ Đắc Quế, trưởng ban lễ hội, lên đọc diễn văn khai mạc. Xin mời ông. Kính trình tam vị đức tại thiên sơn thánh. Kính thưa hai giới các cụ, kính thưa các vị đại diện cho lãnh đạo và các phòng ban trưởng xã Sơn Tây, kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành toàn thể phường Ngô Quyền, kính thưa các vị đại diện cho các ủy chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận và nhân dân năm tổ dân phố phường Ngô Quyền, cùng các vị đại biểu, khách quý, đại diện cho lãnh đạo các phường, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn khu dân cư và thị xã Sơn Tây, các ban quản lý đình, đền, chùa bạn trên địa bàn thị xã, kính thưa nhân dân địa phương và bách gia trong họ. Ngày 18 tháng 2 hàng năm, nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ hội truyền thống của đình. Nơi đây thờ vọng Đức Thánh Tản Viên Sơn, vị thánh tối linh trong tứ đức thánh bất tử trong tâm thức người Việt. Từ ngàn đời nay và mãi mãi về sau, người là biểu tượng của vị anh hùng trị thủy chống lại thủy tặc, người anh hùng chống giặc ngoại xâm bỏ giúp vua Hùng dẹp giặc, người là người anh hùng sáng tạo văn hóa dẫn dân ca hát tổ chức lễ hội, người cũng là đặt nền móng sáng tạo cho nền văn minh lúa nước, người biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhân dân và các triều đại tôn phong là Nam Thiên Thần Tổ, đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn quốc chúa đại vương, dựng bảo trung ương thượng đẳng tối linh thần. Đình đề nghị còn là nơi ghi dấu lịch sử, là một trong ba điểm bầu cử bầu ra quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 6 tháng riêng năm 1946. Lễ hội của đình thể hiện sự tôn kính ngưỡng vọng của con cháu hôm nay với tổ tiên
khích lệ giáo dục các thế hệ lòng tự hào dân tộc, tưởng nhớ về truyền thống quê hương đất nước, nuôi dưỡng tình cảm con người hướng tới chân thiện mỹ, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa cụm cả một dân tộc. Trải qua gần 200 năm từ năm 1836 đến nay, đình đã được trùng tu sửa chữa nhiều lần. Vào các thời điểm 1976, 1985, 1995, năm 2000 và đặc biệt gần đây nhất là năm Nhâm Dần 2022, sau hơn 2 tháng sửa chữa, đình vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ và có diện mạo như hôm nay chúng ta ngồi đây. Kính thưa các quý vị, trong buổi lễ long trọng này, thay mặt ban tổ chức lễ hội, ban quản lý đình và nhân dân địa phương, tôi xin được chân thành cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cảm ơn và ghi nhận sự gia tâm công đức to lớn của các gia trong họ trên khắp mọi miền của đất nước, đặc biệt là có sự đồng thuận của nhân dân địa phương, sự nỗ lực trách nhiệm của các thế hệ, nhất là sự năng động của lớp trẻ ở khu dân cư chúng ta, sự đóng góp về tinh thần và vật chất của mọi người là nguồn động lực to lớn để hoạt động của đình ngày được phát triển, trở thành địa chỉ tâm linh đáng tin cậy của mọi người, mọi nhà. Trước anh linh của ngài, nhân dân địa phương tâm nguyện lòng thành phấn đấu vì sự tốt đời đẹp đạo, đó là đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lọc tâm dưỡng tính, tìm về cội nguồn, xây dựng phong trào ở cơ sở, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Cầu mong Đức Thánh phù hộ độ trì cho nhân dân địa phương, cho các quý vị và bách gia trong họ vạn đại trường tồn, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Ban tổ chức, ban quản lý đình đề nghị xin được cảm ơn các quý vị đã về dự lễ hội với đình hôm nay. Với tấm lòng thành kính, với tâm nguyện uống nước nhớ nguồn, tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc lễ hội đình đề nghị năm Quý Mão, xin thành tâm cẩn cáo Đức Thánh, xin trân trọng cảm ơn.
phần lễ dân hương đến đây đã kết thúc. Các đoàn chưa lễ, chưa dân hương và nhân dân sẽ tiếp tục lễ sau khi đoàn tế hoàn thành. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đoàn tế Đình Đệ Nhị tiến vào sân đình. Xin kính mời. Quang minh tu đúc kinh văn, Nam Thiên Bất Tử Tản Viên Sơn Quốc Chúa Giám, Cung Duy Viên Sơn Chính Khí Đại Lịch, Cao Sung Thần Thông Bất Nhị, Diệu Pháp Vô Cùng Bạch Bào Thế Trưởng, Cửa Nhật Thiên Cung Đồng Lái Tiếp, Dẫn Tán Trị Năng Cùng Nam Vô A Nam Thánh Tổ Tản Viên Chi Đức Đại Thiên Tôn Ngọc Bệ Hạ. Con kính lạy Tam Phủ Cộng Đồng, con kính lạy Tứ Trụ Các Quan, con kinh lạy Tả Văn Quan, Hữu Quốc Quan, con kinh lạy Thổ Công Thổ Chủ. Hôm nay ngày 18 tháng 2, Đình Đệ Nhị vào lễ hội, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc, phúc đến hoa đi. Giờ chính tế bắt đầu.
nhạc trình khói nhạc. Chúc chữ ra các tu cư dân quán tây nghe quán tây sơ về căn thank you.
Bình thân
Thank you.
tâm. Oh!